các video mà anh chị vừa xem ở đầu video này là những video AI ha, những video cực kỳ chất lượng được tạo ra bởi công cụ AI của Google, công cụ tạo video mới của họ là nền tảng Veo 2 ha anh chị đang rất là hot ha và đây là một trong những nền tảng mình nghĩ là mạnh mẽ nhất thế giới hiện tại để mà tạo ra video anh chị có thể sánh ngang với Clean AI 1.6 hoặc là Runway Gen4 ha anh chị trong video hôm nay chúng ta sẽ xem thử để sử dụng model V2 ở trong Google AI Studio để tạo ra những video như thế này như thế nào anh chị? Anh chị sẽ xem ha, những video cực kỳ chất lượng ha và nó có một cái độ logic khá là lớn về mặt vật lý ha anh chị. Cách mà chúng ta cắt miếng thịt này hoặc là khi chúng ta rót rượu van vào trong ly ha anh chị, hoặc là cảnh mà hai người đang ăn với nhau như thế này. Đây là những cảnh mà không có thật ha, được tạo ra hoàn toàn bởi AI. Chúng ta có thể áp dụng vào công việc chúng ta để tạo ra những video cực kỳ chất lượng ha anh chị thì nền tảng veo 2 của Google này hiện tại đang cho người dùng sử dụng miễn phí và đây là một cơ hội cực kỳ tốt để chúng ta có thể áp dụng vào công việc chúng ta ha, anh chị hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta sử dụng công cụ này cũng như là những điểm mạnh điểm yếu và khi chúng ta sử dụng thì chúng ta cần lưu ý những điều gì ha ok ha chúng ta vào video thôi đầu tiên khi mà anh chị sử dụng công cụ này thì chúng ta vào trang web của Google AI Studio ha đường link mình sẽ để phần mô tả cho anh chị xem ha khi mà anh chị vào đây rồi thì một số tài khoản anh chị sẽ xem bên tay trái nè nó sẽ không có tính năng tạo video một số tài khoản thì hiện tại đã được update rồi một số tài khoản thì chưa những tài khoản nào mà chưa được update thì anh chị sẽ chờ có thể là một ngày hoặc hai ngày gì đấy thì họ sẽ update anh chị và gần đây thì mình cũng đã được update một số tài khoản anh chị ví dụ như trong tài khoản này anh chị sẽ thấy ở dưới cái mục stream nè họ sẽ bổ sung một cái chữ là video game hết chị là khả năng tạo video thì nó được tạo ra bởi nền tảng veo 2 của Google ha khi mà chúng ta vào đây rồi thì anh chị sẽ thấy mỗi khung giao diện như thế này khá đơn giản thôi anh chị rất là đơn giản ha và hiện tại á, ở bên tay trái chị cũng có thể thấy nè họ có thể tạo ra được hai định dạng đầu tiên là định dạng 16 9 thứ hai là định dạng 96 ha sắp đến thì mình nghĩ chắc có thể là họ sẽ bổ sung thêm ha và một cái điều đặc biệt nữa đó là độ dài của video anh chị họ có thể tạo ra được tối đa là 8 giây ha một trong những điều cực kỳ là thú vị và cực kỳ là mạnh ở trong các công cụ AI hiện tại bởi vì những công cụ AI hiện tại như Clean AI hoặc là Runway Gen 4 hiện tại anh chị thì họ tạo ra 5 giây hoặc 10 giây nhưng mà đều là những công cụ AI trả phí hết ha và đây là công cụ AI của Google miễn phí mà anh chị có thể tạo được tối đa đến 8 giây thì là một cái chất lượng rất là tốt ha tuy là cái độ phân giải hiện tại á nó chỉ mới là 720p thôi ha, nhưng mà sắp đến mình nghĩ sẽ update lên thêm anh chị có thể là full HD chẳng hạn chúng ta sẽ xem thử cái giao diện chính ở đây á là cái khung để chúng ta điền rơm nè ở đây có một cái icon để chúng ta có thể đưa hình ảnh chúng ta lên, tức là ngoài khả năng tạo video từ văn bản, nó vẫn có thể tạo video từ hình ảnh nữa ha. Và ở đây là cái nút run để chúng ta chạy. Phía dưới là một số video mà họ đã demo chúng ta thử ha, kèm theo prompt của chúng ta ha, rất là dễ hiểu ha. Ok ha, bây giờ mình sẽ chạy thử và mình so sánh thử video tạo ra từ trong Google AI Studio này và Runway Gen 4, một trong những mô đồ AI cực kỳ mạnh hiện tại trên thế giới anh chị để tạo ra video thì chúng ta xem thử là chất lượng ở hai bên công cụ này nó sẽ như thế nào ha đầu tiên á mình sẽ thử ở trong Google AI Studio một câu dream bằng tiếng Anh giống như thế này đây là cái câu dream mình đã viết trước ha anh chị có thể sử dụng tiếng Việt cũng được hoặc là sử dụng tiếng Anh cũng được ha cảnh này á đó là cảnh mà chúng ta sẽ mô tả việc dùng dao để mà cắt một cái miếng bít tết ha anh chị và thấy được cái độ hoàn thiện của cái miếng bít tết đó cũng như là việc chuyển động của cái phần dao cắt anh chị để xem thử là cái độ logic khi mà nó tạo ra video như thế nào ha chúng ta chỉ cần đưa vòng room này thôi và chúng ta enter ha thì cái room đầu tiên này mình sẽ tạo ra từ văn bản sang video ha anh chị một chút nữa mình sẽ thử từ hình ảnh sang video ha và anh chị sẽ thấy đây thời gian nó đang chạy ha thông thường thì mình tạo một video như thế này nó mất đâu đó tầm khoảng ba mươi mấy đến bốn mươi giây là nó sẽ tạo ra được ha anh chị cá biệt có một số video thì nó cũng khoảng trên bốn mươi giây nhưng mà mình thấy là chưa có video nào mà tạo trên một phút ha anh chị nên thời gian mà khi chúng ta tạo trong đây cũng rất là nhanh ha Ok anh chị, đâu đó tầm 40 giây thì nó đã tạo ra video chúng ta Và video chúng ta nó nằm ở đây ha anh chị Chúng ta có thể mở rộng ra để chúng ta xem thử Đây là cái cảnh mà cắt bitstack ha anh chị Anh chị sẽ thấy à, nó tạo ra cho chúng ta một video 8 giây ha thời lượng này thì anh chị có thể điều chỉnh ở bên phần bên tay phải lúc nãy chúng ta xem ha 5 giây 6 giây 7 giây 8 giây gì đấy và chúng ta sẽ thấy ha, về khả năng tạo video của nó cũng khá đẹp anh chị khi mà cắt ra thì cái miếng bistec này nó sẽ đứt ra ha và người ta dùng con dao đó người ta kéo cái phần thịt bò ra ha nhìn nó rất là hợp lý anh chị và chất lượng nó không có khác gì so với chúng ta quay thật hết anh chị với những công cụ ai mạnh như thế này á thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào việc chúng ta làm thương mại được ha và thực tế đã chứng minh là có rất nhiều anh chị ví dụ như những anh chị học viên trong khóa e link của mình đã áp dụng công nghệ ai này vào sản xuất các video cho doanh nghiệp hoặc là cho việc kinh doanh hả chị thu được rất là nhiều lợi nhuận ha khi mà chúng ta tạo video xong rồi thì anh chị lưu ý là ở trong google ai studio này họ không thể nó họ lưu lại được cái lịch sử anh chị mặc dù ở đây nó có một cái chữ history nhưng mà họ cũng không có lưu lại được lịch sử ha nên khi mà chúng ta tạo video rồi thì chúng ta phải download về liền anh chị nếu không thì nó sẽ mất ha thì anh chị có thể đem cái video này về theo hai kiểu thứ nhất là chúng ta download về máy chúng ta chỉ cần bấm vào nút download này thôi thứ hai là chúng ta sẽ liên kết qua google drive ha chúng ta tải lên google drive ha, anh chị ở đây export to drive ha thì nó sẽ đưa cái file đó lên google drive của chúng ta ha rất đơn giản ha hai bước như vậy thôi anh chị sẽ thấy nè nếu như bây giờ mình refresh cái trang này lại thì anh chị sẽ thấy ha, cái phần video chúng ta tạo nó đã mất rồi và khi mà anh chị vào phần history thì nó cũng mất luôn cái phần video đó anh chị nên đây là một trong những lưu ý khi mà chúng ta sử dụng ở trong Google AI Studio dù là hình ảnh hay là dù là video thì chúng ta làm xong chúng ta phải download về liền ha chúng ta không có chờ được anh chị bởi vì nó sẽ mất đi ha đấy là video đầu tiên anh chị và video thứ hai á mình cũng sẽ sử dụng cái câu rơm như vậy nhưng mà mình sẽ sử dụng hình ảnh để mình tạo ra video ví dụ như đây anh chị sẽ thấy mình đang có một hình ảnh đang hiển thị trên màn hình á đó là hình ảnh mình đã tạo ra trước và mình sẽ sử dụng cái hình ảnh này để mình tạo ra video cùng với câu lệnh ha chúng ta nhấp vào phần hình ảnh nè chúng ta có thể upload hình ảnh lên hoặc là chúng ta có thể chụp hình trực tiếp anh chị hoặc là chúng ta có thể liên kết vào Google Drive chúng ta chúng ta upload lên ha còn phần sample media này á tức là khi mà chúng ta chưa có cái hình dung chúng ta chưa có cái ý tưởng chúng ta sẽ đưa hình ảnh nào thì ở trong đây họ sẽ có một số cái mẫu cho chúng ta sử dụng ha Đây mình sẽ đưa cái phần hình ảnh lên và mình bấm vào Run. Đối với hình ảnh và đối với cover này thì mình nhìn vào cái phần thời gian thì nó mất đâu đó tầm 43 giây để nó tạo ra được anh chị. Và đây là kết quả chúng ta. Từ hình ảnh cho trước thì lúc đầu là hình ảnh của mình nó như thế này. Thì anh chị sẽ xem thử cái kết quả tạo từ trong video game của Google AI Studio như thế nào ha nhìn nó cũng khá hợp lý anh chị phần dao nó cắt xuống miếng thịt và cái miếng thịt này nó bung ra ngoài ha nhìn cũng khá hợp lý ha thì đây là một trong những việc mà khi mà chúng ta tạo ra cái video á mình cảm giác là trong Google AI Studio này khi mà chúng ta tạo phần video á thì từ văn bản nó tạo ra đẹp hơn anh chị bởi vì mình cũng đã thử một số hình ảnh rồi thì mình cảm giác là từ văn bản nó tạo ra khá là đẹp ha một chút nữa mình sẽ so sánh cho anh chị là cùng là một câu rơm nhưng mà từ văn bản tạo ra video như thế nào và từ hình ảnh tạo ra video nó sẽ như thế nào ha với hình ảnh này anh chị cũng sẽ thấy ở trong runway ha mình cũng đã tạo từ trong runway và anh chị sẽ xem thử kết quả trong runway như thế nào ha cái phần dao nè khi mà nó cắt xuống đây thì nó nhìn nó không hợp lý lắm ha đấy từ cái phần hình ảnh nó tạo ra thì đáng lẽ ra là nó phải cắt thêm một cái miếng nữa cho mình chứ nó không phải là cắt từ cái miếng mà chúng ta đã có sẵn như vậy ha thì xét về cái độ logic á, thì mình cảm giác là trong Google Studio tạo ra cái video nó hợp lý hơn ha ở trong trên gen 4 này thì hiện tại nó chưa có thể nào mà tạo ra video từ văn bản anh chị mình hy vọng là sắp đến họ sẽ update cái tính năng đó và mình sẽ tạo ra video mình so sánh thêm cho anh chị thêm cảnh thứ hai mình sẽ thử ở trong Google AI Studio đó là cái cảnh mà rót rượu vào trong ly hết chị giống như lúc đầu mà mình làm á mình sẽ copy phần rơm này phần rơm này mình cũng đã tạo ở trong Runway quay 4 này mình sẽ dùng tính năng từ văn bản sang video ha mình sẽ tạo từ trong Google AI Studio xem như thế nào ha. Ở đây chúng ta sẽ thấy ha, phần video đã tạo ra và chúng ta sẽ xem kết quả nè. Khi mà phần rượu van rót vào trong ly anh chị thì phần nước ở trong đây nó dâng lên từ từ ha, rất là phù hợp ha, rất là logic theo những cái tiêu chuẩn về vật lý ha anh chị. Thì đấy là một trong những điểm mạnh ở trong Google AI Studio tạo ra video cho chúng ta ha. Thì mình khá là thích những cái kiểu như thế này bởi vì nó phải phù hợp và nó phải hợp lý ha anh chị. Một số công cụ AI hiện tại ở tấp dưới anh chị thì họ tạo ra không có được như thế này đâu khi mà rót vào thì có thể là phần rượu nó vẫn nằm như vậy chỉ có dòng nước nó chảy vào thôi ha thì đây là một trong những điểm khác biệt rất là lớn so với những công cụ ai top đầu thị trường và những công cụ top dưới ha nếu như chúng ta so sánh top đầu thị trường hiện tại á có thể kể đến đó là runway gen 4 nè clean 1.6 bản professional ha và tiếp theo đó mình sắp vào đó là google ai studio này ha với veo 2 của google ha anh chị có thể veo hai google này tạo ra một số video còn nhỉnh hơn cả clean ai và cả runway gen bốn ha anh chị Bây giờ cũng là cái prompt này nhưng mà mình sẽ thêm một cái phần hình ảnh nữa, mình đã tạo ra hết anh chị và chúng ta sẽ xem thử kết quả như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ upload một cái hình ảnh nữa vào đây cùng với câu prompt ha để chúng ta tạo xem như thế nào ha. Bây giờ mình bấm phần run nè. Ok ha, chúng ta cũng đã có hình ảnh rồi và chúng ta xem thử như thế nào ha. Đây là phần video mình đã tạo ra từ hình ảnh có sẵn kèm câu lệnh hả anh chị. Một cái chất lượng cực kỳ tốt ha dù là cái hình ảnh có sẵn trong đó tức là cái phần ly rượu nó đã có rượu trong đó rồi nhưng mà khi mà rót phần rượu vào thì cảm giác là anh chị sẽ thấy nè phần rượu nó sẽ từ cái phần mà không có rượu gì hết nó sẽ chảy lên và nó bắt đầu nó mới có rượu ha thì nó sẽ khá là hay ha trong khi đó chúng ta sử dụng ở trong runway Gen 4 anh chị mình cũng đã test thử một cái room tương tự cộng với hình ảnh tương tự thì anh chị sẽ thấy nó có một cái sự không hợp lý ở đây ví dụ như đây anh chị sẽ thấy phần bên tay phải nè là phần rượu có sẵn ở trong cái tấm hình đó ha, tấm hình anh chị sẽ xem lại trên màn hình đây ha, thì đây là phần rượu có sẵn ha. Khi mà Runway Gen 4 nó tạo ra cái video á, thì cái lằn rượu này, á, cái hình ảnh của cái phần rượu có sẵn á, nó vẫn còn xuất hiện ha. Đáng lẽ ra nó phải là một cái ly không hết chị, tức là cái ly nó không có cái gì hết. Sau đó thì rượu nó mới xuất hiện giống như ở trong Google AI Studio nó tạo như thế này thì nhìn nó mới hợp lý ha. Còn ở trong Runway Gen 4 á, thì có vẻ là nó vẫn còn bị cái vấn đề gì đấy mà nó tạo ra từ cái hình ảnh nó chưa có đẹp lắm anh chị thì anh chị sẽ xem thử kết quả nè để chúng ta sẽ thấy à đồng thời nó còn tạo ra mình lỗi nó chị ví dụ như khi mà rượu văng ra ngoài rồi cái động tác của cái rượu á khi mà nó dao động quá là nhiều ha nó không có hợp lý so với cái việc mà chúng ta rót phần rượu đó vào trong cái ly anh chị thì ở trong google ai studio nè mình cảm giác là khi mà chúng ta tạo ra thì những cái phần mà về vật lý anh chị tức là những định luật về vật lý á, thì họ sẽ đáp ứng hơn và họ cảm giác là họ tạo ra nó hợp lý hơn rất nhiều ha thì đây là một trong những cái vấn đề mà rất là cần thiết khi mà chúng ta sử dụng video để chúng ta sử dụng vào mục đích thương mại ha bởi vì nó phải thực tế và nó phải hợp lý như vậy thì chúng ta mới sử dụng được anh chị còn những video như thế này ở trong trên quay 4 thì chắc chắn mình phải tạo lại rồi chứ mình không thể nào sử dụng video này được anh chị đó là hai cái video về cái vật chúng ta đã tạo ra từ trong trên quay 4 ha và những video khác anh chị có thể xem ở trên màn hình ha Đây là những video mà mình đã tạo ra từ người ha anh chị Nếu như từ văn bản sang video thì như thế này Còn từ hình ảnh sang video thì như thế này ha anh chị Và đây là so sánh dưới Runway Gen 4 ha anh chị Từ hình ảnh sang video từ ở trong Google Ads Studio và ở trong Runway Gen 4 ha Anh chị sẽ xem thử kết quả ha Có một cái sự khác biệt nó cũng khá khá lớn giữa hai cái công cụ này mà chúng ta có thể lưu ý ha Bây giờ mình sẽ thử lại một ROM khác đó là một cái ROM về dạng hoạt hình, một cái style anime để chúng ta tạo ra ở trong Google AI Studio xem như thế nào anh chị. Khi mà chúng ta tạo video anh chị, đôi khi chúng ta sẽ gặp một cái tình trạng như thế này nè. Fail to generate video ha, cô tại xịt tiệt anh chị. Tức là khi mà chúng ta tạo video trong Google AI Studio nè thì nó bị vượt quá cái giới hạn tạo anh chị mình cảm giác là mình có thể tạo được ba hoặc là bốn video gì đấy một lúc ha và một chút nữa khi mà tạo đến video thứ năm thứ sáu gì đấy thì bắt đầu nó sẽ bị lỗi anh chị thì đây cũng là một tình trạng mà mình gặp khá là thường xuyên ở trong Google AI Studio này mình cũng có thử lại một cách đó, đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái trình duyệt khác ví dụ như anh chị đang sử dụng Google Chrome nên chị có thể sử dụng sang cốc cốc chẳng hạn để mà chúng ta tạo video thì nó vẫn bị lỗi như thế này hả anh chị thì mình cũng không biết cái lỗi này như thế nào có thể là do hiện tại thì cái việc mà họ đang cung cấp cái tài khoản miễn phí như thế này á để mà sử dụng thì nó cũng sẽ có những cái giới hạn ha và người dùng hiện tại họ cũng đang thử nghiệm nó rất là nhiều anh chị thì đôi khi cái hệ thống họ sẽ gặp vấn đề ha thì đây có thể là một trong những lý do mà nó gặp cái lỗi đó anh chị khi gặp cái lỗi đó thì cách tốt nhất khi mà chúng ta sử dụng đó, là anh chị sẽ chuyển sang một cái tài khoản khác ha hoặc là chúng ta có thể đợi một cái khoảng thời gian và chúng ta tạo lại anh chị ví dụ như đây mình sẽ chuyển sang một tài khoản khác mình tạo thử ha đấy ví dụ như mình chuyển sang một tài khoản khác á, thì anh chị đã thấy ha nó đã tạo ra được video ha và nó không gặp tình trạng lỗi như nữa anh chị nhưng mà khi mà chúng ta tạo video ở một số câu lệnh anh chị thì nó sẽ báo cho chúng ta là cái câu lệnh này nó sẽ bị vi phạm về cái chính sách về cộng đồng chẳng hạn đi tức là những câu rơm của chúng ta anh chị có những cái từ nhạy cảm ha ví dụ như trong đây á, anh chị có thể thấy ha một số chữ mình nghĩ là họ có thể nhận định nó là nhạy cảm ví dụ như cái chữ này là cái chữ mà có thể họ sẽ nhận định là nhạy cảm anh chị có thể chúng ta sẽ xóa cái chữ này đi hoặc là chúng ta thay thế từ này đi thì có thể nó sẽ tạo ra được cho chúng ta cái video ha đây anh chị sẽ thấy ha chúng ta chỉ cần thay thế một số từ ở trong câu câu rơm đó và nó có thể tạo ra cho chúng ta được cái video hết chị thì đây là một trong những việc mà khi mà chúng ta sử dụng trong công cụ ai chúng ta cũng lưu ý ha có thể một số từ đó họ nhận diện là những cái từ nhạy cảm có thể là từ nhạy cảm thật hoặc là không phải là từ nhạy cảm nhưng mà hệ thống của họ bị nhận diện sai hả anh chị thì chúng ta có thể nhìn cái vào cái câu rơm đó chúng ta đoán thử cái từ nào là cái từ có khả năng là vi phạm thì chúng ta có thể chỉnh sửa từ đó theo những cái từ đồng nghĩa khác hoặc là thay thế những từ đó anh chị để cho ra một cái kết quả tốt hơn ha thì đây là cái hình ảnh tạo ra từ anime anh chị đây là cái style ảnh như thế này và anh chị sẽ thấy ha nó tạo ra cho chúng ta như thế này nhìn cũng khá đẹp anh chị thì ở đây á, mình nghĩ là chúng ta cũng có thể sử dụng để chúng ta tạo ra những cái dạng video hoạt hình ha và trong video sắp đến á, mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để chúng ta tạo video hoạt hình từ ChatGPT từ Google AI Studio này ha anh chị cùng đón xem với video tiếp theo của mình ha Ok anh chị đó là hướng dẫn nhanh của mình về Google AI Studio video game sử dụng nền tảng veo 2 của Google anh chị một trong những công cụ AI tạo video có thể nói là tốt nhất hiện nay anh chị nằm chung tớp với lại Clean AI cũng như là Runway Gen 4 anh chị hy vọng là video này á, sẽ giúp ích cho anh chị có cách nhìn về Google AI Studio này chúng ta sử dụng như thế nào nó có những cái hạn chế gì về ROM hoặc là về số lượng chúng ta sử dụng và khi mà chúng ta sử dụng chúng ta nên lưu ý những cái phần nào chúng ta tạo ra video từ hình ảnh tốt hơn hoặc là tạo video từ văn bản tốt hơn anh chị và mỗi công cụ AI nào cũng vậy anh chị nó sẽ có điểm mạnh điểm yếu ha khi chúng ta sử dụng nhiều thì chúng ta sẽ biết là nó sẽ sử dụng vào cái mục đích nào công việc nào là phù hợp nhất anh chị nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé rất cảm ơn anh chị còn nếu anh chị muốn học sâu hơn về AI học từ đầu các kiến thức về AI mình có khóa e về AI cho anh chị học để chúng ta áp dụng vào thực tế cuộc sống và công việc anh chị khóa e này hiện tại mình chia sẻ rất là nhiều kiến thức trong đây anh chị thời lượng khóa hiện tại là hơn 30 giờ đồng hồ rồi và sắp đến mình sẽ update thêm rất là nhiều kiến thức mới ha ở trong đây anh chị có thể học rất là nhiều kiến thức ha ví dụ như những kiến thức ban đầu về AI chúng ta hiểu đúng về AI những lĩnh vực như thế nào chúng ta sử dụng và chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào ha tránh những cái sai lầm khi mà chúng ta sử dụng AI ha ngoài ra mình cũng sẽ khuyến nghị anh chị trong tháng đó chúng ta sẽ sử dụng những công cụ AI nào để làm cho những cái công việc nào hả anh chị giống như mình phân tích á thì sẽ có những công cụ AI nó điểm mạnh điểm yếu như thế nào ha và chúng ta sẽ sử dụng như thế nào và kết hợp chúng như thế nào anh chị bên cạnh đó là những cái kiến thức về chatbot nè về hình ảnh về video về phần nhạc phần âm thanh ha và tất cả những kiến thức đó chúng ta sẽ kết hợp lại vào từng cái case study cụ thể anh chị tạo ra được những cái sản phẩm cụ thể chứ không phải là những phần mà mình nói chung chung hết chị trong khóa mình á mình quan trọng nhất là phần kết quả đạt được anh chị tất cả những video này á, là những video mà mình sẽ hướng dẫn trực tiếp ở trong khóa này những video này là những video mình làm trực tiếp anh chị không phải là lấy từ video hoặc là một nguồn nào khác đâu mà mình sẽ hướng dẫn cho anh chị để chúng ta làm ra một cái sản phẩm hoặc là một cái video như thế này chúng ta có thể làm ra để chúng ta thương mại được anh chị nhận các shop từ doanh nghiệp hoặc là anh chị có thể sử dụng để anh chị quảng cáo cho các sản phẩm của anh chị trên các nền tảng thương mại điện tử anh chị tiktok shop hoặc là lazada hoặc là tiki chẳng hạn để chúng ta bán hàng ha và rất rất nhiều ứng dụng khác nữa ví dụ như anh chị có thể ứng dụng để xây kênh làm ra những cái dạng hoạt hình này hoặc là chúng ta cũng có thể tạo ra những cái video khác anh chị về việc giáo dục anh chị đây là những cái video như thế này anh chị cũng có thể sử dụng ha toàn bộ kiến thức trong đây á mình đều sẽ chia sẻ cho anh chị ha và anh chị có những câu hỏi nào về khóa e-learning này anh chị có thể inbox cho mình ha hoặc là anh chị có thể xem những phần giải đáp mình dưới đây ha nếu như anh chị quan tâm về khóa e-learning này anh chị có thể xem thêm ở đường link phần mô tả ha mình sẽ để đó ha anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử và chúng ta có thể xem được các video như thế này ha anh chị rất hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel người công sở mình sẽ chia sẻ cho anh chị rất là nhiều kiến thức mới các cách áp dụng AI, phân tích về các công cụ AI đó cũng như là các case study cụ thể anh chị áp dụng vào công việc chúng ta ha. Bye bye anh chị.